Bài 42, Bảo tàng năng lượng và sử dụng năng lượng. Bài này ta sẽ tìm hiểu hai vấn đề lớn. Thứ nhất đó là tìm hiểu về sự bảo toàn và chuyển hóa năng lượng. Thứ hai, sử dụng năng lượng sao cho tiết kiệm và hiệu quả. Một, bảo tàng năng lượng. Ta tìm hiểu vấn đề đầu tiên đó là sự truyền năng lượng giữa các vật. Các em quan sát ở đây hình 42.1. Một người này đang đẩy xe hàng. Khi người đẩy xe hàng đã nhận được năng lượng để chuyển động. Ta nói năng lượng từ người đã truyền sang xe hàng. Tức là ở đây á, xe hàng muốn chuyển động được thì nó phải nhận năng lượng từ người truyền sang. Vậy ta sẽ đi tìm hiểu các trường hợp tiếp theo. Hình 42.2 là phơi lúa. Và câu hỏi tương ứng như sau. Khi phơi lúa, hạt lúa nhận năng lượng từ đâu để có thể khô được? Vậy các em thấy là muốn phơi lúa được khô thì người ta phải phơi dưới nắng, đúng không nào? Vậy tức là lúa đã nhận năng lượng từ ánh nắng mặt trời ha. Đây. Nhận năng lượng từ mặt trời. Hình B. Đây là mô tả rót nước vào cốc nước đá. À, tức là ở đây nè, trong cái cốc này thì đang đựng nước đá. Còn trong chai là đang đựng nước ở nhiệt độ bình thường. Người ta rót nước này vào trong ly nước đá. Thì sau một thời gian các em sẽ thấy rằng đá ở trong ly nước này bắt đầu tan ra. Và người ta hỏi chúng ta là đổ nước vào trong cốc có chứa nước đá thì trong cốc có sự truyền năng lượng như thế nào? Vậy mình thấy rõ ràng là năng lượng từ cái nước này đã truyền sang cho nước đá nên mới làm cho nước đá tan ra. Rồi vậy đây là năng lượng truyền từ nước sang nước đá. Nước là nước ở trong cái chai này đó ha. Truyền sang nước đá. Kết luận như sau, năng lượng có thể truyền từ vật này sang vật khác. Rồi, hiện tượng năng lượng có thể truyền từ vật này sang vật khác được ứng dụng rất nhiều trong khoa học và cuộc sống. Ví dụ như là dùng để chế tạo các thiết bị trao đổi nhiệt nè, như thiết bị sưởi ấm nè, tủ lạnh nè, điều hòa không khí, vân vân. Vấn đề thứ hai đó là tìm hiểu về sự chuyển hóa các dạng năng lượng. Câu này có nghĩa là năng lượng có thể chuyển từ dạng này sang dạng khác đó các em. Ở trên là mình mới tìm hiểu là năng lượng truyền từ vật này sang vật khác. Còn bây giờ là mình tìm hiểu về năng lượng chuyển từ dạng này sang dạng khác. Các dạng năng lượng thì ở bài trước mình đã học rồi. Rồi đầu tiên quan sát hình hình A. Như các em thấy là người này đang xoa hai bàn tay vào nhau. Đúng không? Câu hỏi như sau. Vào lúc trời lạnh, người ta thường xoa hai bàn tay vào nhau. Khi đó, dạng năng lượng nào đã chuyển thành nhiệt để làm ấm bàn tay? Vậy các em thấy nè, khi xoa hai bàn tay vào nhau, tức là hai bàn tay chuyển động, đúng không nào? Chuyển động thì có loại năng lượng nào? Là động năng, đúng không? Chuyển động thì có động năng, mà mình gọi chung là cơ năng đó. À, động năng với thế năng gọi chung là cơ năng ha các em. Vậy ở đây mình thấy rằng là cơ năng đã chuyển hóa sang nhiệt năng để làm ấm bàn tay. Đây. Cơ năng là năng tức là năng lượng từ chuyển động của hai bàn tay ha. Hình tiếp theo, ô tô mô tả một cái ô tô đang chạy nè, đang chạy trên đường. Khi ô tô động cơ nhiệt chạy, dạng năng lượng nào chuyển thành năng lượng cho ô tô hoạt động? Ô tô động cơ nhiệt có nghĩa là nhiên liệu sẽ được đốt cháy bên trong động cơ ha, từ đó cung cấp năng lượng cho ô tô hoạt động. Vậy như ở bài trước các em đã học á, nhiên liệu được đốt cháy bên trong động cơ, tức là nó đang trải qua quá trình biến đổi hóa học. Đốt cháy là biến đổi hóa học, thì đó là hóa năng, đúng không? Đây, hóa năng chuyển thành năng lượng cho ô tô hoạt động. Hình C. Hình C là các em thấy các đèn đường này đang sáng nè. Đó. Người ta hỏi thế nào? Khi đèn đường được thắp sáng, dạng năng lượng nào đã chuyển thành quang năng? Đèn sáng là quang năng nha. Đèn sáng là quang năng. Vậy các em biết rằng muốn đèn sáng thì mình phải cung cấp cái gì cho nó? Dòng điện đúng không?
những cái đèn này muốn sáng được thì phải có điện. Đó, tức là điện năng đã chuyển hóa thành quang năng. Rồi, ở hình D, đây là bình nóng lạnh nè. Có vòi nóng và vòi lạnh. Khi bình nóng lạnh hoạt động đã có sự chuyển hóa năng lượng từ dạng nào sang dạng nào? Cái này tương tự như ở hình C thì muốn cái bình nóng lạnh này hoạt động thì mình phải cắm điện vào đúng không nào? Tức là nó cần có dòng điện để hoạt động. Vậy là điện năng đã chuyển hóa sang sang nhiệt năng. Sao mình biết là nhiệt năng? À, nhiệt năng để làm nóng nước lên ha. À, muốn có nước nóng thì phải có nhiệt năng. Đó. Điện năng chuyển hóa thành nhiệt năng. Nhiệt năng để làm nóng nước trong bình nóng lạnh ha. Kết luận là gì? Năng lượng có thể chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. Hiện tượng năng lượng có thể chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác được ứng dụng rất nhiều trong cuộc sống như chế tạo động cơ nhiệt, động cơ điện, đèn thắp sáng. Rồi, động cơ nhiệt giống như lúc nãy cô nói á, tức là nhiên liệu sẽ được đốt cháy bên trong động cơ giúp cho động cơ hoạt động, tức là hóa năng đã chuyển sang năng lượng cho động cơ hoạt động ấy. Rồi, còn về động cơ điện thì các em có thể hình dung nó như cái động cơ quạt á các em. À, tức là mình phải cung cấp dòng điện cho nó để nó chuyển hóa thành dạng năng lượng khác, hay cụ thể đây là cơ năng. À, ví dụ cái quạt ha, thì mình sau khi cắm điện vào thì cánh quạt nó sẽ quay. Đó, tức là điện năng đã chuyển hóa thành cơ năng, đó là các động cơ điện. Rồi đèn thắp sáng thì trong trường hợp này đã có sự chuyển hóa từ điện năng thành quang năng. Bởi vì đèn muốn thắp sáng thì nó phải có dòng điện ha. Rồi câu hỏi như sau. Hãy phân tích sự chuyển hóa năng lượng trong hoạt động của đèn tín hiệu giao thông dùng năng lượng mặt trời. Vậy bây giờ mình sẽ phân tích cái hoạt động của đèn này. Đầu tiên đây là tấm pin mặt trời. Tấm pin này nhận năng lượng từ ánh sáng mặt trời để chuyển hóa thành dòng điện. Nghĩa là đã có sự chuyển hóa từ quang năng thành điện năng. Quang năng là năng lượng của ánh sáng mặt trời ha các em. Chuyển hóa thành dòng điện tức là điện năng. Rồi, dòng điện ở đây truyền xuống các đèn giao thông bên dưới và làm các đèn này phát sáng. Đó, vậy ngay tại các đèn giao thông này đã có sự chuyển hóa từ điện năng lại thành quang năng. À, vậy mình thấy nó có hai sự chuyển hóa ha. Ở trên này là chuyển hóa từ quang năng thành điện năng. Sau đó dẫn xuống đây, dẫn xuống các đèn giao thông bên dưới thì sẽ chuyển hóa lại từ điện năng sang quang năng. Bởi vì làm sáng bóng đèn mà đúng không? Nên nó sẽ là quang năng. Rồi mình trả lời như sau. Năng lượng mặt trời tức là quang năng chuyển hóa thành điện năng. Rồi điện năng làm sáng bóng đèn giao thông tức là điện năng lại chuyển hóa thành quang năng. Vấn đề tiếp theo, vấn đề thứ ba ta tìm hiểu đó là định luật bảo toàn năng lượng. Rồi, ở đây minh họa cho các em một viên bi chuyển động trên cái máng cong. Này máng cong nè. Người ta đánh dấu ba vị trí A, B, C. Vị trí A là trên cao nhất, ngay chỗ này. À, thả cho viên bi lăn xuống. Đây ha, thả viên bi từ vị trí A, viên bi lăn xuống tới vị trí B, rồi lại lăn tới vị trí C. Cái này các em có thể hình dung ra được chuyển động của viên bi nè. À, khi mình thả ra viên bi chạy xuống đây, chạy lên C rồi dừng lại, lại lăn lại xuống B tiếp ha, cứ chuyển động qua lại cái máng như vậy cho đến khi dừng lại thì thôi. À, và ở đây các em sẽ nhận định nè, tại vị trí A này nó sẽ cao hơn vị trí C. Để làm gì? Để làm tại sao mình phải so sánh như vậy thì lát nữa cô sẽ nói ha. Mình chỉ cần biết cho cô chỗ này là độ cao tại vị trí A cao hơn vị trí C. Rồi, câu hỏi. Hãy mô tả sự thay đổi động năng và thế năng của viên bi khi viên bi chuyển động từ vị trí A tới vị trí B, từ vị trí B tới vị trí C. Ở đây các em phải hiểu rõ câu hỏi nè. Câu hỏi người ta yêu cầu mình là mô tả sự thay đổi động năng và thế năng. Tức là người ta muốn yêu cầu mình phải xác định xem động năng với thế năng tăng hay giảm, thay đổi như thế nào. Và trong hai quá trình nha, từ A tới B và từ B tới C.
trong hai giai đoạn. Từ A đến B thì động năng và thế năng như thế nào? Còn từ B đến C, động năng và thế năng như thế nào? Rồi có một vài cái lưu ý nè, ngày hôm trước các em học đó, khi một vật chuyển động thì nó có động năng đúng không nào? Vậy thì động năng của vật á, nó sẽ phụ thuộc vào sự chuyển động. Cô ghi ra ở đây để cho các bạn nhớ lại ha. Còn lại thứ hai là thế năng. Thế năng thì mình học có hai loại, đó là thế năng trọng trường, thế năng hấp dẫn và thế năng đàn hồi. Nhưng mà ở đây không có đàn hồi nên mình chỉ có thế năng hấp dẫn thôi ha. Rồi, thế năng. Thế năng này á, thì khi một vật ở một độ cao nào đó thì nó có thế năng. Khi vật ở càng cao thì thế năng càng lớn. Tức là nó sẽ phụ thuộc vào độ cao ha. Rồi, viết ra như thế này để mình dễ làm. Vậy tóm lại, khi vật động năng của vật sẽ phụ thuộc vào chuyển động. Tức là vật chuyển động càng nhanh thì động năng sẽ càng tăng ha. Còn thế năng thì phụ thuộc vào độ cao. Vật ở càng cao thì thế năng càng lớn. Đó, bây giờ mình bắt đầu phân tích từ A đến B nè các em. Khi vật ở A là vật ở vị trí cao nhất. Và khi vật từ A mà chạy đến B á, thì các em thấy độ cao của vật sao? Giảm dần đúng không? Chạy từ A đến B thì độ cao của vật giảm dần. Nghĩa là cái thế năng này nó giảm nè. Bởi vì độ cao giảm. Nhưng mà đồng thời khi viên bi chạy từ A đến B thì nó sẽ chuyển động nhanh dần. Giống như khi các em thả dốc vậy đó, khi các em đi xuống dốc vậy đó, thì càng xuống dưới mình sẽ chuyển động càng nhanh. Vậy thì mình thấy rằng từ A đến B là động năng tăng lên. Đó, vậy tóm lại là gì? Từ A đến B động năng thì tăng lên, còn thế năng thì giảm đi. Tiếp theo, từ B đến C, mình sẽ phân tích độ cao trước. Từ B đến C, độ cao tăng dần. Nè, ở C cao hơn ở B nè, thấy không? Ha. Từ B đến C, độ cao tăng dần, tức là thế năng tăng dần. Nhưng mà ngược lại, khi viên bi lăn từ B đến C, nó sẽ lăn chậm dần. Đó, chậm dần đến C rồi dừng lại. Nghĩa là động năng sẽ giảm dần. Chuyển động chậm dần thì động năng sẽ giảm dần. Ha. Rồi, vậy ở đây mình có câu trả lời chỗ này như sau. Viên bi chuyển động từ A đến B, độ cao của viên bi giảm, tức là thế năng giảm dần. Đồng thời viên bi chuyển động nhanh dần, tức là động năng tăng dần. Tiếp theo, viên bi chuyển động từ B đến C thì độ cao của viên bi tăng, tức là thế năng tăng. Đồng thời viên bi chuyển động chậm dần, vậy thì động năng giảm. Tiếp theo, so sánh năng lượng của viên bi khi ở vị trí A và khi viên bi ở vị trí C. Đó, quay lại cái hình này. Như các em thấy á, viên bi ban đầu ở A nó đứng yên, sau đó nó lăn xuống B, rồi lăn lên C, nó dừng lại ở đây, rồi lăn xuống dưới tiếp. Vậy thì ở A và C, năng lượng mà viên bi có là thế năng. Đó, thế năng đúng không nào? Nhưng năng lượng ở A lớn hơn. Bởi vì sao? Vì A cao hơn. Vị trí A cao hơn vị trí C. Do đó năng lượng tại A lớn hơn năng lượng tại C. Hình dung được không? Đây ha, câu trả lời nè. Thế năng của viên bi ở vị trí A lớn hơn ở vị trí C vì vị trí A cao hơn vị trí C. Em có thể ghi ở đây là thế năng hoặc năng lượng cũng được ha, vì thế năng chính là năng lượng. Tóm lại ở đây, mình sẽ dựa vào sự chuyển động và độ cao để suy ra động năng với thế năng. Câu số 6. Trong quá trình viên bi chuyển động, ngoài động năng và thế năng còn có dạng năng lượng nào xuất hiện? Đó, vậy thì mình sẽ nhìn lại chuyển động của viên bi nè. Khi viên bi nó lăn á, thì nó sẽ cọ sát với cái máng cong này. Ha, cọ sát. Mà ví dụ như lúc nãy á, các em thấy là khi mình xoa hai bàn tay vào nhau á, tức là mình cọ sát hai bàn tay với nhau á, thì sau một thời gian hai tay mình sẽ nóng lên. Tương tự viên bi cũng vậy, khi nó chuyển động trên cái máng cong này một thời gian, nó sẽ bị cọ sát với máng cong và nóng lên. Tuy nhiên nó chuyển động chậm nên mình sẽ không cảm nhận được rõ ràng cái nóng lên này. Nhưng thực tế là nó có nóng lên, nghĩa là đã có xuất hiện thêm cái nhiệt năng. Đây,
Trong quá trình chuyển động, viên bi sẽ cọ xát với máng cong làm nó nóng lên một chút, tức là có nhiệt năng. Kết quả thu được từ phép đo chính xác cho biết phần năng lượng bị hao hụt của viên bi khi chuyển động đúng bằng phần nhiệt năng mới xuất hiện trong quá trình chuyển động đó. Câu này có nghĩa là sao? À, ở vị trí A, năng lượng của viên bi lớn hơn ở vị trí C. À, vậy tại sao lại lớn hơn? Không lẽ năng lượng bị mất đi rồi hả? Thực tế là không mất đi. Cái phần năng lượng mất đi đó đúng bằng cái phần nhiệt năng mới xuất hiện. Hình dung được không nào? Đây ha, ở câu số 6 lúc nãy mình có nói là có xuất hiện nhiệt năng đó các em. Nhiệt năng đây chính là cái phần chênh lệch năng lượng giữa vị trí A với vị trí C nè. Ha. Rồi, khi quạt điện hoạt động, điện năng cung cấp cho quạt chuyển hóa thành những dạng năng lượng nào? À, vậy thì nhà bạn nào có quạt thì các em sẽ quan sát ha. Khi mình cắm điện vào thì cánh quạt nó sẽ quay. Vậy là ở đây có cơ năng của cánh quạt nè. Tức là động năng đó các em, tức là động năng á, cánh quạt quay thì có động năng đúng không? Mà mình gọi là cơ năng á. Rồi thêm nữa, khi các em đụng vào cái phần đế hay là cái phần động cơ của quạt bên dưới á, các em sẽ thấy nó nóng lên. Nghĩa là ở đây có một phần nhiệt năng nữa. Rồi vậy mình trả lời là gì? Khi quạt điện hoạt động nè, điện năng chuyển hóa thành cơ năng làm cho quạt quay và chuyển hóa thành nhiệt năng làm cho quạt nóng lên. Theo em, tổng các dạng năng lượng đó có bằng phần điện năng ban đầu cung cấp cho quạt hay không? Tức là ý người ta muốn hỏi là tổng cái phần cơ năng và phần nhiệt năng đó cộng lại thì có bằng điện năng ban đầu hay không á? Thì ở đây là bằng ha, bằng. Rồi, ghi nhớ à, định luật bảo toàn năng lượng. Cái này rất quan trọng ha các em. Năng lượng không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi. Nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác hoặc truyền từ vật này sang vật khác. Hai, năng lượng hao phí trong sử dụng. Ta sẽ tìm hiểu về năng lượng hao phí. Người ta nói rằng trong quá trình sử dụng năng lượng thì luôn có một phần năng lượng là có ích và một phần năng lượng là hao phí. Phần năng lượng ban đầu chuyển thành dạng năng lượng theo đúng mục đích sử dụng thì gọi là năng lượng có ích. Phần năng lượng ban đầu chuyển thành năng lượng không đúng mục đích sử dụng gọi là năng lượng hao phí. Cô lấy ví dụ cụ thể như thế này. Khi quạt điện hoạt động, điện năng chuyển hóa thành cơ năng và nhiệt năng đúng không? Trong đó mình thấy rằng điện năng chuyển hóa thành cơ năng làm cho quạt quay. Thì mục đích của chúng ta là muốn quạt quay để tạo ra gió làm mát. Thì cái phần cơ năng này là đúng mục đích sử dụng. Thì đây chính là năng lượng có ích. Còn ngoài ra, một phần điện năng chuyển hóa thành nhiệt năng làm cho quạt nóng lên. Cái này không đúng mục đích sử dụng. À, phần quạt nóng lên đó ta không có sử dụng tới. Do đó phần nhiệt năng này là hao phí. Được chưa? Rồi ta sẽ phân tích ví dụ cụ thể ha. Quan sát hình 42.5.6.7 và cho biết trong các hoạt động, năng lượng ban đầu đã chuyển hóa thành những dạng năng lượng nào? Hãy chỉ ra phần năng lượng nào là có ích, phần năng lượng nào là hao phí. Ta bắt đầu từ hình 42.5, ấm nước đang sôi. Giả sử ở đây là ấm nước điện, ta dùng điện để đun nước. Vậy thì điện năng đã chuyển hóa thành nhiệt năng. À, như các em thấy, một phần điện năng chuyển hóa thành nhiệt năng. À, cái ấm nhận được cái phần nhiệt năng này làm cho nước trong ấm nóng lên, sôi lên. Thì cái phần nhiệt năng mà truyền cho ấm đó là phần năng lượng có ích. Ngoài ra, điện năng à, một phần điện năng đã chuyển hóa thành nhiệt năng tỏa ra môi trường xung quanh, làm cho môi trường xung quanh nóng lên. Thì cái phần nhiệt năng tỏa ra môi trường đó chính là phần hao phí mà ta không sử dụng được. Trả lời như sau. Khi đun nước, điện năng chuyển hóa thành nhiệt năng. Một phần nhiệt năng làm nóng nước thì đó là năng lượng có ích vì đúng mục đích sử dụng. Phần nhiệt năng còn lại làm nóng không khí xung quanh, phần này chính là năng lượng hao phí.
Thứ hai, hình 42.6 ô tô đang chạy trên đường. Vậy như ví dụ mình đã phân tích ở trên á, thì khi ô tô đang chạy, nhiên liệu bị đốt cháy bên trong động cơ, cái phần năng lượng đó chuyển hóa thành năng lượng cho động cơ hoạt động, thì mình thấy nó sẽ chuyển thành hai phần. Đây, khi ô tô hoạt động, nhiên liệu được đốt cháy, năng lượng này được chuyển thành, thứ nhất đó là chuyển thành cơ năng giúp cho động cơ hoạt động, thì phần này là phần năng lượng có ích. Ngoài ra, một phần khác chuyển hóa thành nhiệt năng, làm nóng ô tô và nóng môi trường không khí xung quanh, nên cái phần này là phần hao phí. Tương tự cái quạt điện, ví dụ này thì giống như ví dụ cô vừa phân tích ở trên cho các em ha. Khi quạt điện quay á, thì điện năng sẽ được chuyển hóa thành hai phần. Phần thứ nhất là cơ năng làm cho quạt quay, đây là phần có ích. Phần thứ hai chuyển hóa thành nhiệt năng làm cho nóng quạt, làm quạt bị nóng lên á, thì này sẽ là phần hao phí nè. Quan sát hình 42.8 và cho biết khi bóng đèn sợi đốt đang sáng, điện năng cung cấp cho bóng đèn đã chuyển hóa thành những dạng năng lượng nào? Dạng năng lượng nào là có ích, dạng năng lượng nào là hao phí? Rồi vậy như chúng ta thấy, để thắp sáng bóng đèn thì cần có điện. Điện năng thắp sáng bóng đèn tức là đã chuyển hóa thành quang năng. Nhưng khi các em tắt đèn đi, khi các em tắt đèn đi và đưa tay lại gần bóng đèn, lại gần thôi nha, đừng có động vào, thì các em sẽ thấy là các em sẽ cảm nhận được là bóng đèn nóng. Đó, vậy mình thấy là cái phần điện năng này đã chuyển hóa thành hai phần. Điện năng chuyển hóa thành hai phần, thứ nhất là quang năng làm sáng bóng đèn thì cái phần này là phần có ích nè. Thứ hai là nhiệt năng làm bóng đèn nóng lên. Thì đây chính là phần hao phí vì phần này mình không sử dụng. Đó. Kết luận như sau. Khi năng lượng truyền từ vật này sang vật khác hoặc chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác luôn xuất hiện năng lượng hao phí. Tức là trong bất kỳ trường hợp chuyển hóa nào cũng sẽ có năng lượng hao phí ha. Phần 3, tiết kiệm năng lượng. Ta sẽ tìm hiểu về các hoạt động sử dụng năng lượng và các biện pháp tiết kiệm năng lượng. Bảng 42.1 giới thiệu cho các em một số hoạt động sử dụng năng lượng như sau. Câu hỏi số 8. Những hoạt động nào ở bảng 42.1 là sử dụng năng lượng hiệu quả và không hiệu quả? Vì sao? Rồi, ta sẽ xem từng hoạt động bên này. Đầu tiên là tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. Cái này là sử dụng hiệu quả nè. Cô sẽ đánh dấu tích ha. Thứ hai, để các thực phẩm có nhiệt độ cao còn nóng vào tủ lạnh. Câu này sai. Những thực phẩm còn nóng thì các em nên để ở ngoài cho nó nguội, sau đó hãy bỏ vào tủ lạnh. Tiếp theo, ngắt tủ lạnh ra khỏi nguồn điện khi nhiệt độ ổn định. Câu này sai rồi. Bởi vì tủ lạnh cần có nguồn điện để duy trì cái mức nhiệt độ thấp bên trong tủ lạnh. Do đó mình không được ngắt tủ lạnh ra khỏi nguồn điện ha. Để điều hòa ở mức trên 20 độ C, đúng. Bật lò vi sóng trong phòng có máy lạnh. Câu này sai, tức là sử dụng năng lượng không hiệu quả. Bởi vì trong phòng có máy lạnh thì nhiệt độ của phòng sẽ khá thấp. Mà khi các em mang lò vi sóng vào phòng và các em bật lên, thì bởi vì nhiệt độ của lò vi sóng nó cao hơn nhiệt độ phòng, cho nên nhiệt sẽ truyền từ lò vi sóng ra ngoài, làm cho lò vi sóng bị mất nhiệt. Vì vậy mà lò vi sóng cần mất thời gian lâu hơn để làm nóng thức ăn, tức là sử dụng không hiệu quả. Tiếp theo, sử dụng bóng đèn dây tóc thay vì bóng đèn LED. Câu này sai. Chúng ta không nên sử dụng bóng đèn dây tóc vì bóng đèn dây tóc tỏa nhiệt rất nhiều, tức là cái năng lượng hao phí của nó rất nhiều. Ta nên sử dụng đèn LED hoặc là thay bằng đèn huỳnh quang, đèn compact chẳng hạn ha. Chỉ dùng máy giặt khi có đủ lượng quần áo để giặt. Câu này chính xác. Khi không sử dụng các thiết bị như máy tính, tivi không nên thì ta nên để ở chế độ chờ. Câu này sai. Việc các thiết bị này khi để ở chế độ chờ á, thì nó vẫn tiêu tốn điện năng ha, nó vẫn tiêu thụ điện, do đó mình không nên để ở chế độ chờ.
Sử dụng nước sinh hoạt với một lượng vừa đủ nhu cầu, câu này chính xác. Sử dụng điện mặt trời trong trường học, câu này chính xác. Câu số 9. Em hãy nêu một số lợi ích của việc thực hiện tiết kiệm năng lượng. Ta trả lời như sau. Nếu chúng ta tiết kiệm năng lượng thì ta sẽ giảm được chi tiêu cho gia đình, tăng tuổi thọ cho các thiết bị và bảo vệ môi trường. Ghi nhớ, tiết kiệm năng lượng là một yêu cầu cấp thiết đối với tất cả mọi lĩnh vực, mọi cá nhân nhằm đảm bảo an ninh năng lượng. Câu hỏi số 10 như sau, hãy nêu các biện pháp tiết kiệm năng lượng trong cuộc sống hàng ngày. Cái này thì trong thực tế em có dùng những biện pháp nào để tiết kiệm năng lượng thì em kể ra. Gợi ý như sau, ta sẽ tắt các thiết bị khi không sử dụng, sử dụng phương tiện công cộng, hạn chế phương tiện cá nhân, hoặc là mình có thể sử dụng phương tiện cá nhân như là xe đạp. Tận dụng ánh sáng tự nhiên, tức là ta sẽ sử dụng ánh sáng tự nhiên thay vì sử dụng bóng đèn cả ngày. Giảm lượng rác thải sinh hoạt, thu gom rác thải tái chế. Điều chỉnh nhiệt độ tủ lạnh phù hợp với nhu cầu sử dụng. Chọn những sản phẩm tiết kiệm năng lượng thay cho những sản phẩm cũ. Thường xuyên vệ sinh thiết bị nhà bếp, tắm lọc điều hòa, vân vân. Tiếp theo, đề xuất một số biện pháp tiết kiệm năng lượng trong trường học. Gợi ý như sau, các em sẽ tắt điện và tắt quạt trước khi ra về. Thu gom các đồ vật có thể tái chế như là giấy hoặc chai nhựa. Và trồng thêm cây xanh. Em hãy nêu một số biện pháp tiết kiệm năng lượng khi sử dụng điện ở nhà. Gợi ý như sau, mình sẽ tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. Không nên quá lạm dụng máy điều hòa, mà ta có thể sử dụng quạt trần để thay thế nếu như trời không nóng quá. Sử dụng các thiết bị hiện đại, thông minh và tiết kiệm thay cho các thiết bị cũ. Ví dụ như là mình có thể sử dụng bóng đèn compact, đèn LED, đèn huỳnh quang hoặc là điều hòa inverter chẳng hạn. Cần vệ sinh thiết bị dùng lâu ngày. Giặt đồ với lượng phù hợp theo yêu cầu của máy giặt. Tận dụng ánh sáng tự nhiên, gió tự nhiên. Đây là một số biện pháp gợi ý các em có thể kể thêm vào. Ta sang phần bài tập. Câu số 1. Khi sử dụng lò sưởi điện, năng lượng nào đã biến đổi thành nhiệt năng? Lò sưởi điện ở đây là lò sưởi chạy bằng điện, tức là muốn lò sưởi hoạt động thì em phải cắm điện vào. Vậy thì điện năng đã chuyển hóa thành nhiệt năng. Ta chọn câu B. Tiếp theo, câu 2. Phát biểu nào sau đây là đúng khi quạt điện hoạt động? Phần lớn điện năng tiêu thụ chuyển hóa thành nhiệt năng. Chuyển hóa thành nhiệt năng là sai. Phải là chuyển hóa thành cơ năng để quạt hoạt động thì mới đúng. Câu B. Phần lớn điện năng tiêu thụ chuyển hóa thành thế năng. Chuyển hóa thành thế năng là sai. Chuyển hóa thành động năng của cánh quạt thì mới đúng. C. Phần năng lượng hữu ích thu được cuối cùng bao giờ cũng lớn hơn phần năng lượng ban đầu cung cấp cho quạt. Cái chỗ lớn hơn là sai. Vì phần năng lượng hữu ích nó sẽ luôn luôn nhỏ hơn cái tổng năng lượng ban đầu. Vì nó còn phần hao phí nữa ha. Câu D. Phần năng lượng hao hụt biến đổi thành dạng năng lượng khác. Câu này đúng rồi. Dạng năng lượng khác ở đây chính là nhiệt năng. Điện năng biến đổi thành nhiệt năng để làm nóng quạt. Câu số 3. Một quả bóng cao su được ném từ độ cao H xuống nền đất cứng. Khi chạm đất, quả bóng nảy lên. Sau mỗi lần nảy lên, độ cao giảm dần, nghĩa là cơ năng của quả bóng giảm dần. Điều đó có trái với định luật bảo toàn năng lượng hay không? Tại sao? Các em nhớ lại định luật bảo toàn năng lượng là gì? Năng lượng không tự sinh ra cũng không tự mất đi. Nó chỉ chuyển từ vật này sang vật khác hoặc là từ dạng này sang dạng khác. Vậy đây người ta nói rằng là
cơ năng của quả bóng giảm dần. Vậy cái giảm đó đã đi đâu rồi? Ta trả lời như sau. Cái việc cơ năng của quả bóng giảm dần không trái với định luật bảo toàn năng lượng, vì cơ năng mất đi của quả bóng là đã biến thành nhiệt năng khi quả bóng đập vào đất. Và cả khi trong quá trình chuyển động nữa, thì quả bóng cọ sát với không khí, làm nóng không khí xung quanh. Tức là cái phần cơ năng bị giảm dần của quả bóng đó đã biến đổi thành nhiệt năng rồi, nên không có bị mất đi. Hãy dự đoán còn có hiện tượng nào khác xảy ra với quả bóng ngoài hiện tượng quả bóng bị nảy lên và rơi xuống. Vậy như ta thấy, một phần cơ năng của quả bóng bị chuyển sang nhiệt năng, nghĩa là quả bóng sẽ có bị nóng lên một chút ha, bị nóng lên một chút. Câu số 4. Em hãy nêu một số biện pháp tiết kiệm năng lượng khi sử dụng các phương tiện giao thông. Ta trả lời như sau. Ta sẽ ưu tiên sử dụng phương tiện công cộng hoặc là xe đạp, hoặc là đi bộ nếu quãng đường không quá xa. Tắt máy khi dừng đổ lâu. Ví dụ như khi ta dừng đèn đỏ hoặc là dừng mua một vật dụng gì đó trên 30 giây thì ta có thể tắt máy. Rồi, tránh tải nặng, tức là chở nặng đó. Không đi với tốc độ quá cao và phanh xe đột ngột. Thay dầu nhớt và bảo dưỡng định kỳ. Sử dụng loại nhiên liệu phù hợp. Đây là những biện pháp gợi ý giúp tiết kiệm năng lượng khi sử dụng các phương tiện giao thông.